Theo phản ánh của bà con ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ và xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, thì thời gian gần đây, tình trạng tàu giã cào hoạt động ngày càng nhiều, khiến cho nguồn lợi thủy sản ven bờ cạn kiệt. Bên cạnh đó, các tàu giã cào còn làm hư hỏng ngư cụ của bà con ngư dân đánh bắt ven bờ, làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế của ngư dân. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra khá lâu, nhưng các ngành chức năng của tỉnh vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu, khiến ngư dân rất bức xúc. Anh Nguyễn Văn Công, ngụ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cho biết, trước đây mỗi ngày anh thu nhập cả triệu đồng từ việc đánh bắt bằng thuyền thúng, thì nay thu nhập giảm từ 3 đến 4 lần. Nguyên nhân là do nguồn lợi thủy sản gần bờ đã cạn kiệt. Sản lượng cá nó càng giảm đi cũng nhiều. Lúc mà thúng dưới đây quánh sản lượng cá nó cũng có bữa cũng mười mấy 20 ký rồi cũng có, nhưng mà sau này dù bây giờ thúng này làm không còn có ăn nữa, sản lượng nó càng ngày càng hết không mà cá nó cũng mắc cá bộn, nhiều loại cá nó vô bờ không còn vô nữa, nó đi đâu luôn không? Theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời gian gần đây tàu giã cào trong và ngoài tỉnh liên tục hoạt động với cường độ cao ở khu vực biển ven bờ, làm nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt. Chưa kể, các tàu trong quá trình hoạt động còn va chạm hoặc kéo hư hỏng tàu thuyền và ngư cụ của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu. Mà chưa có giải cào thì cá tôm ở đây nó nhiều lắm. Giải cào, cào thế, dù cá tôm nó muốn cạn kiệt luôn rồi. Dù người dân ở đây ta đánh lứ đi thúng á, ta đánh không có được. Đó, dù nó cào lứ, cào chài người ta, dù mắc của cãi người ta đâu có tiền đâu sắm lại. Nếu mà mấy anh giải cào mà cào xa xa vậy á, thì nó đỡ chút. Còn mấy anh cào sát trong đây mà. Cào sát này thấy lứ đánh được, khó đánh lắm, mà cá cũng hết, tôm cũng hết, cái gì cũng cạn kiệt. Có giấy cào là tất cả là đều cạn kiệt. Không chỉ ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, mà ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cũng đang khốn đốn vì ghe giã cào hoạt động gần bờ. Cái về việc mà người dân mà bức xúc của cái vấn đề giã cào là rất nhiều, không chỉ riêng gì giã cào của trong cái địa phận của tỉnh, mà có một số giá cầu ngoại lai như giá cầu của Bình Thi, mà đặc biệt là giá cầu bay, là ghe nó về nó tàn phá như vậy, là của bà con như vậy, là nó gì nó cầu nó theo con cá là nó tàn phá trên 70% cái số lượng người làm, vì đã dịch nghề khơi về làm nghề bờ để mưu sinh cuộc sống, mà về làm bờ là dĩ nhiên phải mượn vốn ngân hàng để sắm ra một phần nghề để đi làm nóng nghề về nghề bờ. Mà bây giờ nói chung là nhờ chính quyền địa phương lên trên đó, là nhờ là giá cào những năm nay là dân nó khổ lắm. Những lần năm 2015 đến nay là dân nó nhờ cũng cái nghề bờ này mà giã cào là nói chung là nó về nó tàn phá, năm nào cũng tàn phá triệt để, nó dẹp cái nghề giã cào là dân ở đây địa phương Bình Châu đây là có thể là sống tốt phát triển. Trước những bức xúc của người dân, không ít lần các cơ quan chức năng, lực lượng kiểm ngư, biên phòng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, truy bắt tàu giã cào, nhưng số vụ bắt giữ, xử lý vi phạm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, việc khai thác thủy sản tận diệt ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ đã được đưa ra chất vấn. Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thẳng thắn nhìn nhận, để xảy ra tình trạng trên là do lỗi của cơ quan chức năng và chính quyền các cấp. Trước hết là ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chúng tôi xin nhận cái trách nhiệm đó. Cái công tác quản lý và cái công tác tham mưu của mình là cũng thiếu những cái giải pháp, cho nên là tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn đến thời điểm hiện nay. Và phải nói là một cái việc nữa là cái chính quyền ở các cấp và các cái đơn vị chức năng có liên quan khi thực hiện cái nhiệm vụ cũng như là thực thi thì cũng thiếu sự quyết liệt và thiếu sự kiên quyết, cho nên cái tình trạng đó liên tục xảy ra. Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân, chỉ đạo lực lượng kiểm ngư phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, cảnh sát biển và chính quyền các cấp đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các giải pháp kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn để chấm dứt thực trạng này. Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai các giải pháp của cơ quan chức năng, đảm bảo cho việc thực thi chủ trương, chính sách một cách nghiêm túc, hiệu quả nhất.